Xin chào quý vị và các bạn đến với kênh Ánh Dương TV. Bản tin thời sự mới nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ y tế chống Covid-19. Trước tình hình diễn biến phức tạp và gây ra nhiều khó khăn, thiệt hại về người và của cho Mỹ vì dịch Covid-19 hoành hành, Việt Nam tuy kinh tế đang phát triển và vẫn đang phải gồng mình chống dịch, nhưng với tinh thần hợp tác quốc tế, thiện chí, chúng ta đã hỗ trợ gửi 450.000 bộ đồ bảo hộ y tế sang Mỹ đáp lại thịnh tình của Việt Nam, Tổng thống Donald Trump viết lời cảm ơn đến Việt Nam trên tài khoản Twitter cá nhân vào đêm 8 tháng 4, theo giờ Mỹ, tức là sáng ngày 9 tháng 4 tại Việt Nam. Sáng nay, 450.000 bộ đồ bảo hộ đã hạ cánh tại Dallas, Texas. đạt được điều này là nhờ vào quan hệ đối tác giữa hai công ty Mỹ tuyệt vời DuPont và FedEx, cùng với người bạn ở Việt Nam. Xin cảm ơn. Trước đó, theo thông cáo của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, Đại sứ quán Mỹ và Chính phủ Việt Nam đã làm việc cùng nhau để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giao nhận và phê duyệt cần thiết, đẩy nhanh việc chuyển giao trang thiết bị bảo hộ cá nhân cho Mỹ. Chuyến hàng thứ nhất trong số hai lô hàng đầu tiên với hơn 450.000 bộ quần áo bảo hộ Dupont được sản xuất tại Việt Nam đã rời Hà Nội vào ngày 7 tháng 4. Bộ Y tế và Dịch vụ Dân sinh Mỹ đã ký hợp đồng với FedEx để nhanh chóng chuyển giao các bộ đồ cho kho dự trữ chiến lược quốc gia Mỹ, giải quyết nhu cầu khẩn cấp đối với trang thiết bị bảo hộ cho các nhân viên tuyến đầu ứng phó với đại dịch COVID-19 tại Mỹ. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Christenbrink cho biết chuyến hàng này chứng minh cho sức mạnh quan hệ đối tác Việt-Mỹ. Chính phủ Mỹ và Việt Nam đã hợp tác rộng rãi trong cuộc chiến chống COVID-19 kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng này. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) đã kết hợp và hợp tác với các quan chức Việt Nam để theo dõi và ứng phó với tình hình diễn tiến của dịch bệnh COVID-19. Đại sứ quán Mỹ cho biết, một khoản hỗ trợ y tế bổ sung 2,9 triệu đô la Mỹ được công bố gần đây từ USAID sẽ giúp chính phủ Việt Nam tăng tốc các hệ thống phòng thí nghiệm, tăng cường phát triển trường hợp mắc bệnh và việc giám sát dựa trên sự kiện, đồng thời hỗ trợ các chuyên gia kỹ thuật để ứng phó nhanh chóng truyền thông rủi ro và phòng ngừa, kiểm soát nhiễm bệnh. Không những Mỹ mà truyền thông Đức cũng đánh giá cao Việt Nam hỗ trợ châu Âu chống dịch. Truyền thông Đức và châu Á đã đăng tin đánh giá cao việc Việt Nam tặng khẩu trang cho các nước châu Âu chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Trong khi đó, đại sứ quán Đức tại Hà Nội cũng gửi lời cảm ơn vì hành động nghĩa cử này của Việt Nam. Hãng tin DW của Đức cho biết, chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ hàng trăm nghìn khẩu trang cho các nước châu Âu chống dịch. Theo bài báo cáo, chính phủ Việt Nam đã tặng 550.000 khẩu trang kháng khuẩn cho đại diện đại sứ quán năm nước châu Âu ở Hà Nội, bao gồm Đức Pháp, Italia, Tây Ban Nha và Anh. Cùng ngày, kênh truyền thông Euronews của châu Âu đưa tin, ngoài năm nước châu Âu kể trên, Việt Nam cũng tặng khẩu trang và thiết bị y tế cho các nước Campuchia, Lào và Trung Quốc để chống dịch. Trang Facebook của Đại sứ quán Đức ở Việt Nam đã đăng thông tin đồng thời gửi lời cảm ơn việc chính phủ Việt Nam tặng chính phủ Đức 110.000 khẩu trang phòng dịch Covid-19. Nguồn tin dẫn lời thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Tô Anh Dũng nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần đoàn kết và hợp tác quốc tế trong cuộc chiến chống đại dịch. Theo thứ trưởng Tô Anh Dũng, với số hàng trao tặng này, Việt Nam muốn hỗ trợ các đối tác châu Âu từng nhiều lần thể hiện tình đoàn kết và hữu nghị trong quá khứ với Việt Nam. Đại sứ quán Đức cũng cho biết trong những ngày qua, cộng đồng người Việt tại Đức đã nỗ lực không mệt mỏi trong cuộc chiến chống đại dịch huy động được hàng nghìn khẩu trang y tế, khẩu trang vải, tự may, găng tay bảo hộ y tế để trao tặng cho các cơ sở như bệnh viện, viện dưỡng lão, các trung tâm y tế và cảnh sát. Bên cạnh đó, nhiều nhà hàng Việt ở Đức cũng thể hiện tình đoàn kết khi phát tặng hàng nghìn suất ăn cho các bác sĩ và y tá điều dưỡng tại các trung tâm điều trị tích cực. Đại sứ quán Đức bày tỏ ấn tượng và lòng biết ơn trước sự quyết tâm chống đại dịch của cộng đồng người Việt cũng như sức mạnh của tình hữu nghị Việt-Đức trong những thời kỳ khó khăn. Cũng theo Đại sứ quán Đức, các cơ sở nghiên cứu, giới khoa học và chính phủ hai nước Đức và Việt Nam đang cùng hợp tác một cách mẫu mực trong cuộc chiến chống virus SARS-CoV-2. Cụ thể, Trung tâm Nghiên cứu Y học Việt Đức VG Care mới đây đã cung cấp 6.000 ống lấy mẫu bệnh phẩm để tiến hành nghiên cứu lâm sàng, thuốc điều trị COVID-19 ở Đức do Đại học Tổng hợp Tumberen phối hợp với các trường đại học ở Hamburg và Stuttgart tiến hành. Để đáp lại sự hỗ trợ của Việt Nam, Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới Đức WUS đã trao tặng 20 máy lọc nước để cung cấp nước sạch cho khoảng 12.000 người. Hệ thống máy lọc nước sạch không sử dụng hóa chất PAU do Trường Đại học Tổng hợp Kassel phát triển sẽ cung cấp nước sạch cho người dân, đặc biệt là các khu vực miền núi hẻo lánh. Bản tin của chúng tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.